Liên quan vụ 70 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã nông thượng thành phố Bắc Cạn nhập viện, Sở Y tế Bắc Cạn hôm nay thông tin kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định nguyên nhân nhiễm khuẩn đường tiêu hóa là do vi khuẩn tụ cầu vàng. Sở Y tế Bắc Cạn chưa xác định được nguồn lây, nghi ngờ ban đầu có thể từ bữa ăn tập thể hoặc do nguồn nước. Trước đó, trong bữa ăn bán trú trưa ngày 19 tháng 9, có 88 học sinh và 5 giáo viên cùng ăn. Sáng hôm sau, 20 em xuất hiện sốt nóng, đau bụng, đau đầu, tiêu chảy, được đưa vào Trung tâm Y tế thành phố cấp cứu. Con số tiếp tục tăng lên 70 người, cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn, với các triệu chứng tương tự. Hiện hầu hết người bệnh ổn định, không có ca nguy kịch. Tụ cầu vàng được gọi là vi khuẩn siêu kháng thuốc có độc tố rất mạnh. Để tránh ngộ độc thực phẩm cho tụ cầu vàng, cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không mang các loại thực phẩm chưa nấu chín.